Bản tin bóng đá trưa 24 tháng 8, Greenwood từ bỏ tuyển Anh, khoác áo Jamaica. ESPN tiết lộ Greenwood muốn chuyển đội tuyển quốc gia ngay sau khi có dấu hiệu khởi sắc trong sự nghiệp ở cấp độ câu lạc bộ. Tham dẫn lời các nguồn tin thân cận với cầu thủ, tiết lộ rằng Greenwood muốn cống hiến cho Jamaica, quê hương của bố anh. Tiền đạo thuộc biển trẻ Marseille cũng không giấu tham vọng giúp Jamaica giành quyền tham dự World Cup 2026. Thực tế, Liên đoàn bóng đá Jamaica chuẩn bị cho kế hoạch nhập tịch của Greenwood từ đầu mùa hè, trước khi Copa America khởi tranh. Tuy nhiên, thủ tục giấy tờ rắc rối khiến Greenwood không thể tham dự Copa America 2024. Sau khi Jamaica bổ nhiệm Steve McLaren, người từng làm trợ lý ở MU, khả năng Greenwood khoác áo đội tuyển quốc gia này trở nên lớn hơn. Ông McLaren từng có thời gian làm việc cùng Greenwood tại sân Old Trafford và khá hiểu tính cách của cậu trò cũ. Tân huấn luyện viên tuyển Jamaica kỳ vọng sự xuất hiện của Greenwood sẽ giúp đội bóng này cạnh tranh song phẳng với Panama hay Costa Rica cho tấm vé tham dự World Cup 2026. Messi trở lại trước tháng 11. Phát biểu trong buổi họp báo trước thêm trận đấu giữa Inter Miami và Cincinnati, huấn luyện viên Tata Martino cho biết Messi dự kiến sẽ quay trở lại thi đấu trước khi vòng đấu thường niên tại giải MLS 2024 kết thúc vào tuần cuối cùng của tháng 10. Messi không tập luyện cùng đội, nhưng cậu ấy đã ra sân và tập riêng cùng các huấn luyện viên thể lực. Cậu ấy đang tiến triển tốt. Messi sẽ không thi đấu cùng đội tuyển Argentina vì thể trạng chưa sẵn sàng, nhưng sẽ sớm trở lại. Không có thời gian cụ thể. Điều quan trọng là Messi cảm thấy như thế nào khi tăng cường tập luyện trên sân. Ông Martino chia sẻ, Messi gặp chấn thương mắt cá chân từ trận chung kết Copa America giữa Argentina và Colombia ngày 14 tháng 7. Chủ nhân 8 quả bóng vàng đã bỏ lỡ toàn bộ chiến dịch Cúp Liên đoàn 2024 của Inter Miami và nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt ở một vài trận đấu sắp tới tại MLS. Messi cũng không nằm trong danh sách đội tuyển Argentina tham dự vòng loại World Cup diễn ra vào tháng 9 với Chile và Colombia. Kepa chuẩn bị gia nhập Bournemouth. Kepa đang bước vào năm cuối cùng hợp đồng và nếu được cho mượn trong một mùa giải, anh có thể rời Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau. Anh vẫn là thủ môn đắt giá nhất thế giới sau khi tiêu tốn của The Blues 72,6 triệu bảng Anh vào năm 2018, nhưng hầu như không được ra sân. Bournemouth hiện nay đang muốn mượn cầu thủ này và huấn luyện viên Iraola đã nói chuyện với người đồng hương Tây Ban Nha để thuyết phục anh gia nhập. Kepa được đảm bảo rằng anh sẽ là thủ môn số 1 vì anh rất muốn chấm dứt cơn ác mộng hiện tại ở Chelsea. Anh thậm chí còn chưa được huấn luyện viên Enzo Maresca cấp xoáo cho mùa giải này và hiện tại đang phải tập riêng. Kepa chỉ có 108 lần ra sân cho Chelsea trong 6 năm kể từ khi gia nhập đội bóng này từ Athletic Bilbao. Người hâm mộ The Blues đã chỉ trích động thái này và kêu gọi câu lạc bộ tìm cách bán thủ môn này, có đó thu về một khoản tiền thay vì tiếp tục để anh rời đi theo dạng cho mượn. Barca tính đến phương án xấu nhất cho Olmo. Theo Mundo Deportivo, mà lãnh đạo Barca bi quan về khả năng đăng ký Dani Olmo cho trận đấu thuộc vòng 2 La Liga với Athletic Bilbao. Thậm chí, khả năng Olmo không thể thi đấu ở vòng 3 và vòng 4 La Liga diễn ra vào ngày 28 và 31 tháng 8 cũng đang được tính đến. Theo quyết định từ ban tổ chức La Liga, quỹ lương của Barca hiện vượt trần và không còn chỗ để đội bóng này đăng ký thêm bất cứ tân binh nào. Sau khi Ilkay Gundogan về lại Man City, quỹ lương của Barca đã được giải phóng 15 triệu euro trên năm, nhưng chừng đó là chưa đủ. Đội bóng xứ Catalonia đang phải gánh khoản nợ khổng lồ lên tới 3 tỷ euro, bao gồm khoản vay để xây dựng sân Camp Nou mới, cũng như vấn đề tồn tại từ thời Bartomeu. Barca vốn bán nhiều tài sản từ lâu, nhưng chưa thể cải thiện tình hình. Trong trường hợp xấu nhất, Olmo thậm chí phải nghỉ thi đấu trong nửa giai đoạn đầu mùa giải và chỉ được đăng ký khi phiên chợ tháng 1 năm sau mở cửa. Nóng, Sancho đòi rời Man United ngay lập tức. Man United sẵn sàng bán Jadon Sancho và muốn thu về khoảng 40 triệu bảng cho cầu thủ này. Vừa qua, Sky Sports cho hay PSG đã có những cuộc đàm phán ban đầu với Man United về việc kiếp đồng với Sancho. Cuộc thảo luận xoay quanh các điều kiện để thực hiện một thỏa thuận chuyển nhượng tiềm năng. Ký giả Fabrizio Romano khẳng định tương lai của Sancho chưa có gì rõ ràng. Cầu thủ này hoàn toàn có thể chia tay sân Old Trafford. Gần nhất, Sancho bị loại khỏi trận khai màn Premier League với Fulham. Phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước Fulham, huấn luyện viên Erik ten Hag giải thích rằng mặc dù Sancho đang phải vật lộn với chứng nhiễm trùng tai trước trận đấu, nhưng cầu thủ này vẫn đủ sức khỏe để ra sân. Song ông thích chọn những cầu thủ khác vào ngày hôm đó hơn. Tờ Athletic đưa tin, Sancho phản ứng với quyết định của ten Hag bằng cách khẳng định lại mong muốn được ra đi. Cầu thủ 24 tuổi này cũng gây chú ý khi vắng mặt trong khu vực khán đài, nơi cặp đôi dính chấn thương Rasmus Højlund và Lenny Zoro theo dõi trận đấu cùng Tom Heaton. Unai Emery hỏi mua người thừa Tierney của Arsenal. Kieran Tierney gia nhập Arsenal vào năm 2019, thời điểm Unai Emery còn đương nhiệm ở sân Emirates. Thời gian qua, hậu vệ trái Tierney không còn nằm trong kế hoạch của pháo thủ, bằng chứng là anh đã bị đẩy đi theo dạng cho mượn đến Real Sociedad ở mùa giải 2023-2024. Tierney hiện nay đã trở lại London nhưng không may dính chấn thương. Các báo cáo từ Cao Offside cho biết hậu vệ người Scotland muốn chia tay Arsenal, Girona, Sevilla, Valencia, Newcastle, câu lạc bộ cũ của anh ấy là Celtic lẫn Aston Villa của Unai Emery đều muốn có chữ ký của anh. Thứ mua này giúp Arsenal bỏ túi khoảng 30 triệu bảng. Trong bối cảnh hợp đồng giữa Tierney và Arsenal sẽ đáo hạn vào mùa hè 2025. Thời điểm này, cánh trái có pháo thủ khá dày với sự xuất hiện của Alexander Zinchenko, Ricardo Calafiori, Julian Timber
Takehiro Tomiyasu và thậm chí là cả Jakub Kiwior. Không giống như các cầu thủ kể trên, Tierney không giỏi chơi hậu vệ cánh nghịch và đó là lý do Arsenal muốn thanh lý cầu thủ này ngay lập tức. Arsenal gây sốc thương vụ Nico Williams. Sau thời gian dài đàm phán, Arsenal đã tiến gần chữ ký của tiền vệ Mikel Merino của Real Sociedad. Đây có thể chưa phải là tân binh cuối cùng cập bến Emirates trong hè này, bởi huấn luyện viên Mikel Arteta đang ủ mưu chiêu mộ một ngôi sao khác vừa cùng Tây Ban Nha giành chức vô địch Euro 2024 là Nico Williams. Cụ thể, theo Independent Anh, Nico Williams là mục tiêu ưa thích của huấn luyện viên Arteta. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn tăng cường một cầu thủ chạy cánh trái cho hàng công của mình trước khi phiên chợ hè 2024 đóng cửa. Arsenal chưa đàm phán với Bilbao vì phải chờ đợi diễn biến của thị trường chuyển nhượng. Ở chiều đi, pháo thủ đã bán Emile Smith Rowe cho Fulham với giá 34 triệu bảng và sắp chia tay Eddie Nketiah với mức giá tương tự. Vì vậy, về ngân sách, đội bóng Bắc London có thể chi tiêu khoản tiền lớn cho Nico Williams. Ngôi sao này có mức phí giải phóng hợp đồng là 49 triệu bảng, tương đương 58 triệu euro. Vấn đề đặt ra là Arsenal có thể thuyết phục Nico hay không khi tài năng trẻ này đã quyết nhận chiếc áo số 10 của Bilbao trước khi bước vào mùa giải mới 2024-2025. Guardiola chấp nhận mọi bản án cho Man City. Huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định Man City sẽ chấp nhận bất kỳ phán quyết nào được đưa ra đối với 115 cáo buộc mà câu lạc bộ đang phải đối mặt. Song kêu gọi giải quyết nhanh chóng. Chia sẻ với truyền thông, Pep cho hay: "Tôi rất vui vì phiên tòa sớm bắt đầu và hy vọng nó sẽ sớm kết thúc. Vì lợi ích của tất cả chúng ta, đặc biệt là câu lạc bộ cũng như các đội bóng Hoàng Anh khác và tất cả những người đang mong chờ bản án. Trong thâm tâm, tôi mong muốn đến phiên tòa, đến hội đồng độc lập. Tôi nhắc lại, hội đồng độc lập và hãy công bố những gì xảy ra sớm nhất có thể và chúng tôi sẽ chấp nhận như những gì chúng tôi vẫn luôn làm." Cách đây không lâu, báo chí Anh đưa tin vụ án 115 cáo buộc vi phạm quy định của Premier League mà Man City phải đối mặt sẽ được đưa ra xét xử ngay trong tháng 9 tới, thay vì là tháng 11 như lịch ban đầu. Phiên điều trần dự kiến sẽ kéo dài 10 tuần và thành viên của ủy ban độc lập tính toán có thể đưa ra phán quyết vào đầu năm 2025. Như vậy, phán quyết về số phận của Man City sẽ đến tương đối sớm trong vài tháng tới. Amad Diallo đón tin buồn vô hạn. Sao trẻ của MU, Amad Diallo đã bày tỏ lòng kính trọng cảm động tới mẹ anh sau khi bà qua đời. Cầu thủ 22 tuổi này đã chia sẻ tin buồn này với những người theo dõi trên tài khoản Snapchat. Diallo đăng tải hình ảnh mình khi còn nhỏ trong vòng tay mẹ, đồng thời chú thích với bức ảnh: "Hãy yên nghỉ nhé mẹ, xin Chúa tha thứ cho mẹ." Diallo tiết lộ rằng mẹ anh đã rơi nước mắt sau khi anh ra mắt quỷ đỏ trong trận đấu với Sociedad vào năm 2021. Anh chia sẻ với trang web của MU: "Mọi chuyện thật khó tin, sau khi ra mắt MU trong trận đấu với Real Sociedad, tôi đã gọi điện cho mẹ sau trận đấu và bà đã khóc. Bà nói rằng bà không thể tin được. Với tôi, đó là một cảm giác tuyệt vời. Mẹ thực sự tự hào về tôi. Mẹ luôn tin tưởng rằng tôi sẽ đạt đến đỉnh cao, nhưng mẹ luôn bảo tôi phải khiêm tốn, làm việc chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc."